Nam mô ta sa pha ta ra ta sa ma sa mô an ha sa Nam mô ta sa pha ta ra ta sa ma sa mô an ha sa Nam mô ta sa pha ta ra ta sa ma sa mô an ha sa Nam mô Bụt Thầy ạ Nam mô Tham Mây ạ Nam mô Sang Khai ạ Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Ưng Cúng Chánh Đẳng Giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách vắn tắt sinh gia hộ cho chư tôn Đức Tăng Quý Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng được thân tâm thường an lạc trong thời nghe pháp, và nhất là có trí tuệ sáng suốt thực hành theo pháp cao thượng Đức Thế Tôn, sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu được thánh trí, đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy. Kính thưa quý vị, thời gian hôm nay chúng tôi xin trích giảng một đoạn Phật ngôn được ghi nhận trong Tương Ưng Kinh quyển số 3, đó là phẩm Tương Ưng ngài Ratha. Ngài Ratha là bạch hỏi Đức Thế Tôn về ý nghĩa của chữ chúng sinh, và đề tài này là có mang tên là ý nghĩa chữ chúng sinh. Nguyên nhân của đoạn kinh văn nó như sau: là một phút nọ Đức Phật ngài ngự tại kinh thành Xá Vệ. Thì bây giờ tôn giả Đà Thá đã đi đến, sau khi đi đến ý kiến Đức Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống nơi phải lễ và bạch hỏi Đức Tôn rằng: chúng sinh bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào bạch Thế Tôn được gọi là chúng sinh? Và Đức Thế Tôn ngài đã trả lời rằng: này Ra Thá, cái dục nào, cái tham nào, cái hỷ nào, cái khát ái nào đối với sắc bị trói buộc, bị chìm đắm ở đó, do đó gọi là sattā, là chúng sinh. Và tương tự như vậy với thọ, tưởng, hành và thức. Và thưa quý vị, đến đây chúng ta sẽ tìm hiểu cái chữ chúng sinh với những ý nghĩa được mở rộng. Cái từ chúng sinh nguyên ngữ Pali là sattā hay là sattā hoặc là sattō, được âm nó là tác đỏ, mà được dịch là chúng sinh. Đó là cách dịch cũ. Cách dịch mới bây giờ thì các nhà nghiên cứu Phật học là đổi lại là hữu tình. Tuy nhiên, nếu bàn rộng về cái chữ sách ta mà dịch là hữu tình thì nó không có đúng nghĩa hơn cái chữ chúng sinh. Vì sao? Vì nếu nói những cái pháp nào mà là hữu tình, mà tức là có tâm thức, thì những pháp đó được gọi là chúng sinh. Thì ngược lại có những chúng sinh ở cõi vô tưởng, nơi đó chỉ có pháp mà không có tâm pháp. Nói cách khác là chỉ có sắc mà không có danh,
Nhưng mà bao giờ được gọi chúng sinh thì luận A Tỳ Đàm giải thích rằng chúng sinh khi được gọi là chúng sinh đó, bao giờ cái vật thể đó nó có mang hai cái loại mạng quyền. Một là cái danh mạng quyền, hai là cái sắc mạng quyền. Bao giờ mà có hai loại mạng quyền này, hoặc là có một trong hai loại mạng quyền này, thì những cái pháp mà hội tụ ở đó được gọi là chúng sinh. Như ở những cái người ở cõi dục hoặc là cõi sắc thì có luôn cả hai cái loại mạng quyền, tức là danh mạng quyền của về tâm và sắc mạng quyền của sắc pháp. Thì dỗ nên bót là ý nghĩa của chữ chúng sinh. Đề tài là ý nghĩa chữ chúng sinh. Bởi vì có những chúng sinh chỉ có cái danh mạng quyền mà không có cái sắc mạng quyền, như những chúng sinh ở cõi vô sắc. Còn có những chúng sanh chỉ có sắc mạng quyền mà không có danh mạng quyền, như là những chúng sinh ở cõi vô tưởng. Cho nên khi định nghĩa mới là chúng sanh là cái hữu tình, thì đó những chúng sinh vô tưởng không có tình, không có cảm thọ, không có sự suy nghĩ, nhưng mà đó cũng đang là một dạng chúng sinh. Sau khi chúng ta tìm hiểu được một số cái ngữ nghĩa như vậy, bây giờ chúng ta mở rộng sang một vấn đề khác. Ý nghĩa chúng sinh gồm có ba cái nghĩa đặc biệt. Thứ nhất là cái những cái pháp nào sinh ra từ nghiệp thì những pháp đó gọi là chúng sinh. Như Đức Phật ngài dạy, chúng sinh có nghiệp là cái thai tạng, chúng sinh có nghiệp là nơi thừa tự, chúng sinh có nghiệp là cái tài sản. Khi nói tới chúng sinh thì cái người này phải hiểu rằng sở dĩ có sự hiện khởi của một cái danh hay một cái sắc nào đó là xuất hiện ở trên trong tam giới này, thì những danh sắc đó khi được gọi là chúng sanh đó thì nó phải xuất phát từ nghiệp, từ cái căn cứ của nghiệp nó mới dẫn tới có một sự tái sinh. Mà khi đã có tái sinh thì cái ngũ uẩn đó, cái danh sắc đó được gọi là chúng sinh. Chúng là hợp lại, sinh là khởi lên, và chúng khởi lên từ nghiệp. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là nhìn vào cái bản thể của chúng sinh đó thì các ngài mới định nghĩa rằng cái những cái pháp mà giả hợp, những cái pháp nó không có thực, nó không có thực mà nó hòa hợp lại với nhau để nó sinh lên thì gọi là chúng sinh. Chúng là gom lại. Gom cái gì? Gom những cái pháp mà nó không thật sự vững bền, nó không thật sự là vĩnh hằng, và nó sinh lên vậy được gọi là chúng sinh. Thứ ba nữa là chúng là nhiều lần hay là nhiều, sinh là sống đi. Những cái pháp nào mà nó sinh rồi chết, chết rồi sinh, sinh rồi chết rất nhiều lần như vậy thì những cái pháp đó được gọi là chúng sinh. Hay nói cái khác là sự sống chết trải qua nhiều lần, nhiều lần nên gọi là chúng sinh. Và một cái nghĩa nữa thì cho chúng ta thấy rằng cái chữ chúng sinh đó nó hàm ý là cái luân hồi.
bao giờ còn luân hồi thì bây giờ còn chúng sinh, mà bao giờ chấm dứt luân hồi thì sẽ không còn chúng sinh. Như những Đức Phật quá khứ hay Đức Phật trong hiện tại chúng ta đã viên tịch, hay những vị thánh A-la-hán hoặc là những vị thánh độc giác, sau khi ngài đã viên tịch rồi thì xem như không còn chúng sinh. Bởi sao? Bởi vì ngài đã vô sinh, nó không có còn sinh tử hoại. Và chúng ta đã hiểu chúng sinh theo ba ý nghĩa đó. Thứ nhất là, chúng ta lặp lại, thứ nhất là những cái pháp nào mà sinh ra từ nghiệp thì cái pháp nó gọi là chúng sinh. Nói một cách khác nữa thì những cái pháp nào mà có danh mạng quyền, sắc mạng quyền thì đó là chúng sinh. Thứ hai là những cái pháp mà hội họp lại với nhau, nhưng mà những pháp này nó là hư ảo, nó không thật sự vững bền, và nó sinh ra khởi lên, nó sinh khởi lên, thì tập hợp những cái pháp đó được gọi là chúng sinh. Ý nghĩa thứ ba là do sinh rồi chết, chết rồi sinh rất nhiều lần, cho nên gọi là chúng sinh. Và cái chữ chúng sanh này còn ám nghĩa, hàm nghĩa là chỉ cho cái sự luân hồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tới là có bao nhiêu hạng chúng sanh. Rồi xin thưa quý vị, nếu nói về cái chúng sanh thì chúng ta có ba hạng chúng sanh. Cái hạng chúng sanh thứ nhất được gọi là chúng sanh lợi căn, tức là hạng chúng sanh có cái trí tuệ nó vượt trội. Chính những cái chúng sanh này nè, có những cái chúng sanh mà có những cái trí tuệ vượt trội này, và cho nên Đức Thế Tôn ngài mới nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên Sa Mật Tý để mà mở khai cái đạo lộ, đưa những người có trí này thoát khỏi cái sinh tử luân hồi, tức là vượt qua cái trạng thái của chúng sinh. Vì khi mà Đức Thế Tôn ngài chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì ngài khởi ý muốn niết bàn. Thì bây giờ Phạm Thiên Sa Mật Tý đã khẩn khoản ngài với những cái lý lẽ rằng bạch Đức Thế Tôn, có những chúng sinh có trí đã cao, có những chúng sinh có trí trung bình. Thỉnh Đức Thế Tôn hãy vì lòng từ mẫn tế độ chúng sinh. Và đức thật ngài đã quán xét quả thật như vậy. Thì nói là chúng sanh có lợi căn, tức là có một cái trí tuệ nhạy bén. Mà cái trí tuệ nhạy bén này nó không phải ở trong một kiếp, ở trong một kiếp này nó khởi sinh lên nhạy bén như vậy, nhưng mà cũng do huân tập nhiều đời nhiều kiếp. Mà cái huân tập này phải là huân tập ở trong những cái pháp thiền quán. Nhờ huân tập ở trong những cái pháp thiền quán, suy ngẫm quán xét, nhưng mà vậy thì chưa đủ. Chúng ta sẽ hiểu rằng tại sao chưa đủ. Thì cái đoạn kinh văn của Đức Phật ngài sẽ ngài đã giải thích và chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Nhưng trước mắt thì chúng ta có cái hạng chúng sanh thứ nhất là lợi căn, đó là trí tuệ rất nhạy bén. Mà điển hình như ngài Ba Chi Giá chẳng hạn, vậy hay là điển hình như là ngài Sát La Phất chẳng hạn, chỉ nghe một câu kệ ngôn ngắn gọn, và những vị trí tuệ nhạy bén đó khéo quán xét và chứng mắt được đạo quả ngay, không chần chờ. Đây là hạng chúng sinh thứ nhất. Hạng chúng sinh thứ hai
là chúng sanh có cái trí tuệ trung bình. Hay nói cách khác là chúng sinh trung bình. Tức là những người này cũng có thông minh, cũng có những cái chủng tử, có những cái thực hành huân tập, những cái phước độ từ lâu. Nhưng mà do cái duyên, do cái duyên, mà cái duyên đó do ai tạo ra? Chính người đó tạo. Do cái duyên đó có một cái tư ý, hoặc có một cái thầm ý, hoặc có một cái sự giả đãi, cứ bảo rằng mình duyên mỏng mà nghiệp dày, thôi thì kiếp này tu gieo duyên, học kinh thì cũng học một cách bình thường như mọi người, chứ không có một cái tính cố nỗ lực cố gắng trong đó. Thực hành thiền định cũng thực hành thiền định một cách bình thường, tức là không hơn ai nhưng mà cũng không kém ai. Thực hành pháp quán cũng vậy, thì cũng quán về vô thường, cũng quán về khổ, cũng quán về vô ngã. Nhưng một tập rồi á, thì như cái bát mà lau chùi cho sạch sẽ nhưng mà không sử dụng, mà tiếp tục để vô mẫu lúc nào đó, thì một lúc sau cái bát nó cũng lại dơ, lại tiếp tục lên nhưng mà không sử dụng. Tức là cũng quán về vô thường, cũng quán về khổ, cũng quán về vô ngã, nhưng mà không có lập ý để làm sao thoát khỏi cái trạng thái vô thường, không có lập ý làm thế nào để thoát khỏi được cái trạng thái khổ. Tôi đang những cái quán vô ngã, nhưng mà vẫn còn cái tư ý rằng có cái tôi, có cái của tôi. Đây là những dạng chúng sinh mà trung bình, cũng giống như một số bất tử chúng ta rất thích làm phước, rất thích đi chùa, rất thích học kinh, nhưng mà khi mà nói tới giới hay định hay tuệ thì nó cảm thấy như có một cái hàng rào, có một bức tường nào đó, một bức tường tuy vô hình mà hình như nó dày mênh mông, cảm thấy khó quá, khó quá. Ví dụ ngũ giới khó quá sư ơi, rồi thực hành thiền định khó quá sư ơi, rồi suy quán hành tướng niệm xứ sao thấy mình chật quả quá sư ơi. À, thôi thì kiếp này con gieo duyên chủng tử để kiếp lai sinh con gặp được Đức Phật chánh giác, trong tương lai ngài sẽ thấy duyên lành con, ngài khai quang điểm nhãn, ngài chỉ điểm cho con, để rồi con chứng mắt đạo quả tâm một cái thời gian ngắn, cũng giống như bài học Visakha, hoặc là những cái vị nghe một thời pháp của Đức Phật như Lương Y Chi Quá Cá hay Du Bình Sa Dương. Không, chính vì cái tư ý đó, tức là nói cách khác là những hàng Phật tử chúng ta rất hoan hỷ phước báo, rất thích bố thí, rất thích cung kính, rất thích phục vụ, rất thích cúng dường. Nhưng khi nói tới giới, nói tới là tiền tịnh, nói tới si quán, cảm si về các pháp, thì cảm thấy cái tâm nó rụt rè, cái tâm của nó lùi sụp, mà tu khó quá. Mà thật sự thì tu thì không phải dễ, bởi vì nếu mà tu mà dễ thì ai cũng thành Phật cả rồi đó. Nhưng mà tu phải quá khó, bởi vì nếu quá khó thì không ai có thể thành Phật được.
không ai có thể thành đắc thành bậc thánh được, tất cả chỉ đặt vào cái sự nỗ lực, sự kiên trì, một sự nhiệt tâm. Đây là một loại chúng sanh gọi là có trí tuệ của mình. Còn một loại chúng sanh thứ hạng thứ ba nữa là chúng sanh độn căn, là cái trí tuệ chậm lục. Vậy trong cái chúng sanh mà có cái trí tuệ chậm lục này nó lại phân làm hai dạng. Một dạng là có khả năng có thể chứng đắc được đạo quả ở trong cái giáo pháp này, và một dạng khác thì không có khả năng có thể chứng đắc đạo quả trong cái giáo pháp này. Một dạng mà chúng sanh mà có khả năng mà chứng đắc trong giáo pháp này đó, thì phải nỗ lực rất là nhiều, và là phải tuần tự mà đi. Tức là có những dạng chúng sanh mà gọi là độn căn đó, tức là trí tuệ chậm lục. Cái hạng chúng sanh mà độn căn này thì có hai dạng. Một dạng là có khả năng và chứng đắc được đạo quả trong cái giáo pháp này, nhưng mà thực hành phải từng bước từng bước. Cũng giống như một cái người có khả năng làm sạch cõi giường, nhưng mà vì trước đây giải đãi, trước đây không có nỗ lực, và hiểu biết rằng những cỏ dại này nó sẽ làm tàn phá cái khu vườn của mình, và người này phải ra công nỗ lực nhiều, và một thời gian sau thì cái khu vườn đó nó cũng sẽ sạch cỏ dại. So với hai người trước, hai người mà lợi căn đó thì chỉ còn khoảng góc nào đó của khu vườn còn cỏ dại, còn tất cả những phần còn lại đã được đứng đi những cái gốc rễ của cỏ dại, và người này chỉ tốn công một thời gian ngắn. Còn hai người thứ hai cũng giống như là phân xong được phân nửa, cái mảnh vườn của mình, và cái người này nỗ lực tiếp tục, và cái thời gian hoàn tất làm xong cái mảnh ruộng vườn của mình không còn cỏ dại nữa, nó nhanh hơn cái người độn căn và cái người mà khởi thì tự động. Nhưng cái điều quan trọng là làm sao sạch cỏ dại, sạch cỏ dại như thế nào cũng vậy. Tức là cái người mà độn căn, nhưng mà cái khả năng mà chứng đạt được duyên lành, khả năng mà chứng đạt được đạo quả trong giáo pháp này vẫn có thể thực hiện được, mà phải nỗ lực nhiều. Trong ba hạng bốn hạng người hành pháp, hạng người hành vị đắc cấp, hành rất dễ dàng đắc một mau chóng. Muốn ám chỉ cho cái người lợi căn, cái hạng người mà hành khó khăn mà đắc mau chóng cũng ám chỉ cho người lợi căn. Riêng cái hạng người mà hành khó khăn mà đắc chậm chạp, ám chỉ cho cái người độn căn. Nhưng mà đắc được đạo quả là một cái điều hạnh phúc thôi, đã thoát khỏi hai danh từ chúng sinh, thành đạt được quả vị A La Hán thì coi như chấm dứt cái dòng luân hồi, là không còn tái hiện khởi một cái danh sắc mới, không còn tái hiện khởi một cái danh từ gọi là sách ba khỏi, tức là chúng sinh không còn có khả năng. Và một hạng người mà độn căn nữa là không thể chánh đắc được đạo quả. Lý do là vì không được nghe pháp của Đức Thế Tôn, mà Đức Phật ngài dạy rằng kẻ vô văn phàm phu không thấy bậc thánh, không nghe pháp của bậc thánh, hay là kẻ vô văn phàm phu không thấy được bậc chân nhân sắp phú đích xá, không nghe được pháp của bậc chân nhân, thì người này cứ mãi mãi chìm đắm ở trong dòng luân hồi, và cứ mãi mãi là chúng sinh. Và chỉ bao giờ cái người này khởi một ý niệm quay ngược trở lại
Thì bây giờ mới có duyên lành ở trong những thời điểm của giáo pháp của Đức Phật tương lai. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng có ba hạng chúng sinh như vậy về phân theo cái trí tuệ. Và chúng sinh có bốn hạng là căn cứ vào cái sự sinh khởi, tức là có những chúng sinh sinh từ trong thai bào, có những chúng sinh sinh từ ở trứng, có những chúng sinh sinh ở nơi ẩm thấp, và có những chúng sinh hóa hiện, tức là bốn cách sinh: noãn, thai, thấp, hóa. Và chúng sinh có bốn hạng. Và thứ vậy là chúng sinh có năm hạng. Và năm hạng này chúng ta nên lưu ý. Thứ nhất là cái hạng chúng sinh thứ nhất á, là hạng chúng sinh bất tín, không tin gì cả, không tin có đời trước, không có tin có đời sau, cũng không tin có thiên đàng, cũng không tin có địa ngục, cũng không tin lý nhân quả, cũng không tin lý nghiệp báo. Và trong thời Đức Phật thì cái dạng chúng sanh này rất là nhiều. Ví dụ như những cái giáo thuyết của Purana Kassapa chẳng hạn, hay là của Ajita Kesakamala chẳng hạn, những cái tôn chủ ngoại giáo của thời Đức Phật, thì cho rằng là cái gọi chúng sanh chỉ là đất nước lửa gió, mà sau khi mà thân bại mệnh chung rồi đó, đất trở về đất, nước trở về nước, gió trở về gió, lửa trở về gió, nó không còn gì nữa hết. Cũng giống như nước là đựng trong bình vậy, hay là nước ở trong đại dương vậy, rồi sau khi mà nó bốc hơi lên, nó lên cao rồi á, thì nó gặp hơi lạnh động thành nước, nước nó không trở về cái đại dương. Cũng vậy, cái chúng sanh này bốn thành phần là đất nước lửa gió, mà sau khi thân bại mệnh chung rồi thì đất trở về đất, nước trở về nước, lửa trở về lửa, gió trở về gió. Cũng giống như cái một cái bình mà đựng, một cái bình mà đựng đất, mà sau khi bình này nó vỡ ra thì đất nó sẽ tuôn, nó tuôn ra và nó hòa nhập vào cái lòng đất mẹ, đất trở về đất. Lửa vậy, lửa nó từ ánh sáng mặt trời mà có, và nó thâm nhập vô trong cái khối đất nước lửa gió này, nó ẩn náu trong đó. Mà một khi mà cái khối đất nước lửa gió này nó bị tiêu diệt, bị bể đi, thì cái ánh sáng đó, cái chất lửa đó nó cũng quay về, trở về với mặt trời. Rồi chất gió trong hư không cũng vậy, khi nó len lỏi, nó đi xâm nhập vào ở trong cái đất nước lửa gió này, tức là chúng sinh, mà sau khi mà chúng sinh này mất đi thì cái hơi gió đó nó trở về với hư không. Ở tí xa hơn có chút xíu nữa là cái chủ thuyết của Bát Quốc Thái, Cách Chay Gia Ná. Ngài Bát Quốc Thái Cách Chay Gia Ná cho rằng cái gọi chúng sanh nó chẳng qua nó chỉ là cái hợp chất của bảy cái vật chất, tức là đất nước lửa gió, khổ lạc và sự sống. Mà khổ lạc và sự sống nó thuộc về lĩnh vực tinh thần. Cái khổ lạc và sự sống nó không có tạo nghiệp, nó không có tạo tội hay tạo phước gì cả. Mà đất nước lửa gió này nó mới có hành động. Mà đất nước lửa gió này vốn là vô tri, vô trí, nó không có quan niệm về tội hay phước. Một ý tưởng làm tội mà chưa thực hiện được thì không phải là có tội. Một ý tưởng mà làm phước mà chưa có tạo phước được thì chưa gọi là phước. Cho nên cái gọi là tội, cái gọi là phước không có. Đây là một dạng chúng sanh thuộc về bất tín, tức là không tin nhân quả, không tin có kiếp sau, không tin có kiếp trước, chỉ có trong kiếp hiện tại này. Mà kiếp hiện tại này ngẫu nhiên mà sinh lên, không do nhân, không do quả.
và thú vị. Đối với hạng chúng sinh này thì Đức Phật ngài cảnh giác chúng ta, đối với hạng chúng sinh mà bất tín vậy thì đừng có nên thuyết giảng về ân đức của Đức Phật. Mấy ta không tin, người ta hoài nghi. Những cái chúng sanh này không đang lưỡng lự phân vân, cái kiếp sau có hay không, cái thiên đàng có hay không, cái địa ngục có hay không, làm ai chứng minh được có cái địa ngục, có cái thiên đàng, làm sao chứng minh được có cái kiếp sau. Những một vấn đề nó thuộc về một cái lĩnh vực tế nhị, mà với một cái người có một cái thiên kiến như vậy thì Đức Phật ngài dạy rằng đừng nên nói về cái ân đức của Đức Phật. Mà trong thời Đức Phật cũng có một Bà La Môn, tức là một cái du sĩ ngoại đạo, cũng hỏi Đức Thế Tôn về vấn đề này, mà Đức Thế Tôn có kiếp sau hay không, có nhàn cảnh tức là cảnh giới thiên đàng hay không, có cảnh giới địa ngục hay không. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng này ác ký bất sanh, hãy để vấn đề này yên một bên, những người trí sẽ không có lập luận như vậy, người trí sẽ không có tìm hiểu mà có kiếp sau hay không có kiếp sau, người trí cũng sẽ không có tìm hiểu là có nhàn cảnh hay có khổ cảnh, mà người trí sẽ tìm hiểu như vậy. Người trí sẽ nhận thức rằng với một cái người họ sống với một cái nếp sống đạo đức, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thực hành được một cái đời sống đạo đức như vậy, thì trong hiện tại này cái người thực hiện đó được 5 cái lợi. Thứ nhất là nơi thương yêu của đại chúng, thứ hai là cái danh thơm được lan rộng xa, thứ ba là luôn luôn có tâm giản dĩ khi đi vào hội chúng, và thứ tư là sau khi chết, trước khi lâm chung mình xem xét người đấy suy nghĩ vậy. Tức là cái người mà sống theo giới hạnh, nó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thân xa lánh những cái ác nghiệp, thực hiện những cái thiện nghiệp, thì ở trong hiện tại này họ nhận được 5 cái quả an lành. Thứ nhất là nơi thương yêu của đại chúng, thứ hai là danh thơm được lan rộng, thứ ba có tâm vạn dĩ khi đi vào bất kỳ hội chúng nào, dù cho đó là hội chúng của sắc đế lị, vua quan, hay là những giai cấp thượng lưu như là Bà La Môn, tâm lúc nào cũng vạn dĩ dũng mãnh. Và điều thứ tư là sau khi thân bại mình chung, sắp sửa mình chung, tâm được định tĩnh, bởi quán xét rằng thân mình không có vi phạm và ác nghiệp, ngữ mình không vi phạm ác nghiệp, ý mình không vi phạm và ác nghiệp. Và kết quả thứ năm là tái sinh thiên. Nhưng mà Kha nói tới kết quả thứ năm, trong hiện tại này cái người mà thực hiện những thiện pháp đó, họ nhận được năm mà cái bốn cái quả lành. Họ trái lại một cái người mà sống ác pháp, phải sống sát sanh, sống trộm cắp, sống tà hạnh trong dục lạc, sống nói dối, sống uống rượu, thân làm ác, ngữ nói ác, ý thiên về ác, thì người này ngay trong hiện tại nhận được 5 cái quả sống. Quả thứ nhất là nơi xa lánh của đại chúng, bởi vì ta không ai ưa những kẻ ác, mà không ai hân hoan với kẻ ác. Thứ hai là cái danh xấu được lan rộng. Thứ ba là thức hay ngủ không được an vui, cứ lo âu, cứ sợ sợ. Và đi vào trong cái hội chúng thì tâm lúc nào cũng run sợ, lo ngại, không được dũng dạ dũng mạnh. Và
trong lúc mà sắp sửa lâm chung thì tâm được bị bấn loạn, và kết quả thì sau khi chết sẽ sanh vào khổ cảnh. Và Đức Phật ngài dạy rằng này, Akiwasana, những người đấy sẽ suy nghĩ như vậy. Và nếu như người làm thiện ở trong hiện tại này nhận được những quả lành như vậy, nếu như không có kiếp sau thì cái người trí này cũng không mất gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì người này đã nhận được cái quả lành trong hiện tại. Mà nếu như kiếp sau có thì người này càng hạnh phúc an lạc hơn. Nếu như có nhàn cảnh thì người này thọ hưởng ở cảnh nhàn cảnh. Bởi nhàn cảnh là cái nơi hưởng phước, còn khổ cảnh là nơi phải chịu đọa đày. Nên ác. Còn trái lại cái người mà hành ác pháp ấy, thì ngay trong hiện tại này người đó nhận được cái năm cái ác quả. Nếu như không có kiếp sau thì người này may mắn, nhưng mà nếu có kiếp sau thì người này vô cùng đau khổ. Nếu như có cái địa ngục, bởi vì khổ cảnh địa ngục đó là nơi để trừng phạt những chúng sinh hành ác pháp, thì người này sẽ bị đau khổ. Vậy thì này Akiwasana, tốt nhất là sống hiện tại một cách hiền thiện. Tức là đối với người mà không có niềm tin đó, chúng ta khoan nói gì niềm tin cả. Mà chúng ta muốn dẫn nhập họ đi vào trong cái nền Phật đạo, khoan nói tới hãy tin Phật, hãy tin Pháp, hãy tin Tăng, khoan. Bởi vì nếu mình nói đối với hạng người bất tín này đó, mình tán thán Đức Phật là Đức Phật là bậc toàn tri diệu giác, ngài thấu triệt hết tất cả, thì họ sẽ cho mình là cuồng tín, họ sẽ cho mình là quá suy tôn, quá thần tượng vị giáo chủ của mình. Anh đem lại một phản thực dụng, đây là hạng nhất, là hạng bất tích, thì chớ nói về cái ân đức của Đức Tịnh. Thứ hai là những cái người phá giới, người sống là ác giới, thì cái hạng người này chớ có nên nói về giới. Bởi vì nói về giới sẽ phản tác dụng, người ta sẽ cho rằng mình là cái người mà trăm biếm, mình là cái người nói xiên sọ. À, tốt nhất mình nói còn vấn đề khác. Ngoài hạng chúng sanh thứ ba, đó là hạng chúng sanh bỏ sẻ. Với người mà có cái tâm lý dính mắc trong cái tài sản thì khoan, đừng nói tới, đừng có nói tới cái ân đức bố thí. Bởi vì khi mà nói tới ân đức bố thí sẽ là phản tác dụng, người ta sẽ không tin. Trong người ta bỏ ra cực nhọc ta kiếm được một số tài sản như vậy, mà mình bảo rằng ta hãy hành cái pháp bố thí để có những tài sản này, thì trước mắt họ nói nè, cái tài sản mà phát sinh trong tương lai tôi đâu thấy đâu, nhưng mà trước mắt tôi thấy cái tài sản tôi ra đi. Trước mắt những cái gì mà tôi dành dụm được, tôi tìm được, tôi kiếm được, mà sau khi bố thí, sau khi cúng dường, nó đã ra đi. Còn cái mà phát sinh này tôi chưa thấy. Ở trên nói những cái hạng người bỏ sản, đừng nói về cái ơn đức của tôi. Đừng nói. Rồi hạng chúng sanh thứ năm, đó là những hạng chúng sanh biết nhát, lười giả đại. Còn thậm chí á, mình gặp những hàng Phật tử mình mà thuộc cái dạng chúng sanh này á, mình nhắc nhở một cách khéo léo này, thì vì tôn trọng vị thầy, tôn trọng những vị sư, tôn trọng những cái vị sa môn, dạ con cố gắng, nhưng mà có làm đâu, không chưa thực hành. Mà nhắc nhở chứ đệ tử mình
cho những người Phật tử tốt đẹp mình nỗ lực tinh tấn lên. Đó là việc làm phải làm. Nhưng mà đừng có nhắc nhở được rồi, nhưng mà xin đừng nói tới cái hạnh đa văn. Bởi vì nói tới hạnh đa văn á, thì là phản tác dụng. Ở thậm chí cái kia nói rồi sao không cố gắng học kinh là suy ngẫm kinh, rồi con cũng muốn lắm mà giờ ở lúc này con bận quá sư ơi, rồi sao không học kinh tụng cho nhiều, hoặc là mình suy nghĩ pháp gì. Trời, lúc này con nhiều chuyện, trời nhiều chuyện đó, là cái lợi cách thức phản tác dụng. Ngay cũng cả những vị sa môn ta, với những người mà giải đãi lười nhác khuyến khích học kinh thì giống như là cực hình, khuyến khích học pháp như là một cực hình. Tuy rằng không dám chống, tuy rằng không dám phản bác, tuy rằng không dám lộ vẻ gì hết, nhưng mà bên trong thì có 1001 lý do để bào chữa cho một cái giải đãi. Với hạng chúng sanh mà giải đãi này thì đừng bao giờ nói tới hành đạo văn. Bởi sao vậy? Bởi vì nói tới hành đạo văn nó phải đính kèm đó là một cái sự nỗ lực, một sự nhiệt tâm trong đó. Học một bài kinh không phải 2 phút thuộc, 3 phút thuộc, mà thậm chí có thể cả tuần mới thuộc một kinh. Một sự kiên trì, sự nhẫn nại để suy ngẫm một bài kinh không phải 1 ngày 2 ngày, mà đôi khi cả 1 tháng trời, chỉ một từ một thôi, có thể là 1 tháng trời bằng một từ đó thôi. Nó đòi hỏi một cái sự nhiệt tâm, nó đòi hỏi một sự tinh cần. Nhưng đối với người mà ngoại giải đại cầm cũng tụng chút xíu rồi là cái quyển kinh nó nằm trên gương mặt, và người đó đi vào một giấc mộng rất đẹp, một giấc ngủ say sưa. Này, đối với những cái hạng chúng sanh mà giải đại vậy thì đừng nói tới ân đức của đạo Phật, đừng nói tới, bởi nói tới là phản tác dụng, phản tác dụng ngay. Và một hạng chúng sanh thứ tư, một hạng chúng sanh thứ năm là một hạng chúng sanh về mê muội, tức là mô há thường được gọi là cái ngu si, nhưng mà ở đây chúng tôi muốn làm nhẹ trên tự mê muội, đắm chìm ở trong những cái mê đắm của sắc tinh hương vị xúc. Thì đối với hạng chúng sanh này, đừng nói về cái trí tuệ, đừng nói rằng cái ngũ trần này nó là bộ xương khô, đừng nói sắc thân hương vị xúc này là hầm lửa đỏ. Lửa đỏ đâu tôi cũng thấy, nhưng mà không có sắc thân hương vị xúc, có sắc thân hương vị xúc hưởng thụ một cách thoải mái. Dai mang túi bạc kè kè, nó bậy nó bạ, chúng nghe rầm rầm, mà không có cái tài vật á thì nói đâu ai nghe, chẳng hạn vậy. Mà thế lý luận như vậy thì đối với những chúng sinh mà có cái sự mê muội này thì xin đừng có nói về cái ân đức của trí tuệ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ đang nắm nhiễm trong đó, đang dính mắc trong đó. Mà nói cõi trần này giả tạm thì họ cũng nói là con cũng biết cái giả tạm hay sao, nhưng mà cái giả tạm này nó còn đỡ hơn cái giả tạm kia. Cái giả tạm của thiên đàng nó còn tốt hơn cái giả tạm của cái địa ngục. Mà con không biết giả tạm nha, nhưng mà trước mắt thôi con lên thiên đàng. Chứ người đó đâu có dám chấp nhận là từ bỏ đó để đi thẳng, đi trực diện
đi thẳng tới một đích, nơi mà không còn giới sắc, nơi mà không có chúng sinh, nơi mà không có ngũ uẩn, nó tâm hướng không có. Rồi và nếu phân tích ra thì chúng ta sẽ có năm hạng chúng sinh. Bởi vì vậy thấy rằng á, đối với chúng sinh mà đức tính vậy, thì đừng nói về cái đức tính, ăn đức tính. Bởi vì thấy là ngũ thánh tài của cái bậc thánh là gì? Tính, giới, văn, khí, tuệ. Với những chúng sinh bất tính vậy thì không thể nào thành tựu được cái tính tài sản. Với những chúng sinh mà lao theo những cái ác giới, thực hành những ác giới, thì không thể nào thành tựu được cái giới tài sản của chúng. Với những cái chúng sinh nào mà bỏ sản thì không thể thành tựu được cái ân đức thí tài sản cha giá của bậc thánh được. Với những cái chúng sinh nào mà giải đãi lười nhác thì không thể thành tựu được cái tài sản bậc thánh là văn tài sản của bậc thánh. Và với những chúng sinh nào còn đam mê, còn bị mê muội ở trong những cái giọt mật ngọt được ở trên cái đầu lưỡi dao đó, thì cái chúng sanh này sẽ không thể nào thành tựu được cái tuệ tài sản. Và chúng ta đã tìm hiểu về ý nghĩa chúng sanh, ba loại chúng sanh, rồi bốn loại chúng sanh, rồi năm loại chúng sanh. Và bây giờ chúng ta đi vào đoạn kinh văn mà Đức Phật Ngài dạy Ngài Ra Thá. Này Ra Thá, cái dục nào, cái tham nào, cái hỷ nào, cái hắc ái nào đối với sắc thì có sự trói buộc và nó có cái sự dính mắc ở trong sắc đó. Và Đức Phật Ngài dạy rằng ví như này Ra Thá, một đứa con trai hay con gái còn nhỏ, nó ham mê cái căn nhà bằng đất và lúc nào nó cũng nâng niu cái căn nhà bằng đất đó. Và nó thích thú với căn nhà bằng đất đó. Tâm lúc nào nó cũng nghĩ tới căn nhà bằng đất đó, thì khó có thể dứt bỏ cái căn nhà bằng đất đó ra khỏi cái đứa con trai hay đứa con gái còn nhỏ. Nhưng mà này Ra Thá, bao giờ cái đứa con trai đứa con gái đó nó không còn yêu thích, nó không còn hân hoan thích thú với căn nhà đất nữa, thì nó đập bể cái căn nhà, nó không còn líu lo tới căn nhà. Đức Phật đưa ra cái hình ảnh đó, mà trước tiên là cái sắc bát. Cái nơi nào có dục tranh đá, cứ ước muốn cái sắc pháp đó. Rồi cái tham nào, cái hỷ nào, cái khát ái nào đối với cái sắc pháp đó, thì đó là gọi chúng sinh. Tức là những người Phật tử chúng ta chẳng hạn vậy, khi mà chúng ta làm những cái phước, chúng ta ao ước rằng tôi sẽ có một cái dung sắc như thế này, tôi sẽ có một cái thân sắc của chư thiên, hay là những vị tỳ khưu mà hành thiền định nhau, mà ao ước rằng tôi có được một cái thân sắc của Phạm Thiên và thích thú, thích thú cái sắc đó, thích thú với những cái ấn tướng đó, và khát ái với những cái sắc pháp. Bảo buông bỏ không buông bỏ được, bảo buông bỏ không. Mà thật sự như vậy, dĩ nhiên là chúng ta chưa có đạt những cái trạng thái mà tịch bệnh của thiền tịnh. Nhưng bao giờ những hành giả nói chung
Và khi đi vào những cái pháp hạnh, trong những cái pháp thiền tập, thấy được những ấn tướng xinh đẹp, thì phải hiểu biết này, đây là cái lời dạy của Phật. Tức là mình lập ý trước, tất cả những cái đó chỉ là cái giả mà thôi. Đấy, từ chúng sinh nó tới những cái pháp hư ảo, nó hội họp lại để nơi sinh lên, nó gọi là chúng sinh. Mà tất cả những cái gì mà chúng ta nhận thức từ những cái thiền tịnh, từ những siêu quét, thì tất cả những cái đó thuộc về sắc chẳng hạn, thì sắc mắt, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, hay là hư không, hay là ánh sáng, hoặc là cái thân sắc của những loại, hoặc là thân sắc của chư thiên, hoặc là thân sắc của phạm thiên. Còn ao ước tranh đá dục, còn ao ước với những cái thân sắc đó, còn tham luyến với những cái thân sắc đó, còn thích thú với những cái thân sắc đó, thì bây giờ còn là chúng sinh. Vì sao? Còn bị trói buộc, bị triền phược, bị trói buộc để gây trở ngại. Ở cho nên khi chúng ta làm những chuyện phước thì chúng ta nhắc hướng, đưa tâm đi đến ở chỗ không còn danh sắc, bắt lấy một cách đúng đắn. Bởi sao? Bởi vì sắc thọ tưởng hành thức này nó chỉ là vật giả hộ, nó là cái pháp giả hộ, vì nó luôn luôn bị cái trạng thái biến đổi vô thường, cho nên nó là giả hộ, không bám vào những cái sự giả hộ đó, không thích thú đối với những cái sắc tốt, những sắc thù diệu, bao giờ còn sắc ứng thì bây giờ còn là chúng sinh, bao giờ còn thích thú với sắc ứng thì bây giờ còn là chúng sinh. Và tương tự vậy, bao giờ còn thích thú với cái thọ quẩn, ao ước cái thọ tranh đá nói cái thọ, bao giờ còn ao ước cái thọ lạc, bao giờ còn nhàm chán cái thọ khổ mà hân hoan thích thú với thọ lạc, còn thích thú với thọ lạc thì vẫn còn bị trói buộc. Mà lúc mà ngày dạy chúng ta quán thái sọ, thái thọ khổ thì quán xét như giống như mũi tên, mũi tên cái người bị mũi tên vậy. Tuy rằng mũi tên là bắn trúng rồi, cái người thợ săn bắn cái mũi tên trúng rồi, họ không còn bắn nữa. Cho dù mũi tên cứ nhổ ra rồi chăng nữa, thì cái vết thương nó vẫn còn hành hạ như thế đó. Cái thọ khổ giống như mũi tên. Còn cái thọ lạc này, khi gặp thọ lạc thì Đức Phật dạy chúng ta sao? Hãy xem nó là khổ. Ở trong cái lạc đó, nó có tiềm ẩn cái khổ trong đó. Phải lập ý như vậy. Để chi vậy? Để không có ao ước cái thọ lạc, để không có thích thú với thọ lạc, để không có hân hoan với thọ lạc, và với một cái trạng thái thọ xả thản nhiên. Thọ xả hoàn thản nhiên của chúng ta đây thì chúng ta xem là nhẹ bình thường. Nhưng mà cái thọ xả của tứ thiền nan nhiên tự tản bất động. Ở kinh văn giải thích rằng cái vị mà chứng đạo được tứ thiền á, trạng thái quân bình tâm thản nhiên, không vui không buồn, ly khổ lạc có từ trước, một cái lạc mà vi tế cực kỳ. Cho nên là đối với loại thọ xả này nè, Đức Phật này giải là sao? Quán vô thường, quán là vô thường. Cái lạc của tứ thiền, cái lạc mà cái thuộc về trạng thái thản nhiên của tứ thiền đó,
mà đáp được vậy đó, tức tiêu thu diếu. Nhưng mà Đức Phật lại bảo ra dạy chúng ta sao? Đừng có ao ước nó, đừng có liên lụy nó, đừng có khác ai với nó. Vì sao vậy? Vì nó là sợi dây trói buộc, vì nó sẽ tạo nên những cái tùy miên của mình để trở thành một chúng sanh. Mà hãy quán nó là còn tương tự như vậy. Đối với thọ tưởng, đối với tưởng hành thức, với một cái tâm thiện mình làm phước, mình hư hoang, mình thích thú, và mình dính mắc vào cái tâm thiện đó, mình ao ước rằng trong những cái thời thiền tĩnh, những cái tâm thiện luôn luôn sinh khởi, sinh khởi. Mà cái tâm thiện lên đó thì có kết quả tốt, hân hoan thích thú với những tâm thiện, ao ước với những tâm thiện, khác ái với những cái tâm thiện tâm tốt, thì còn là chúng sinh, thì xem như đó là một chúng sinh. Vậy thì với tâm thiện chúng ta sao? Chúng ta thực hiện, vẫn phải thực hiện, và chúng ta phải nhìn thấy những cái tâm thiện đó nó là cái pháp giả hợp, cái pháp hư ảo, đó chỉ là cái phương tiện để chúng ta nắm bắt lấy, nó là một cái sợi dây, để từ sợi dây đó nắm bắt lấy sợi dây đó để đi lên trên cái đỉnh cao của ngọn cây, hay là từ một sợi dây đó chúng ta nương theo sợi dây đó, nắm lấy sợi dây đó để giữ lấy một cái thăng bằng để đi lên lên trên cái đỉnh núi cao mà không bị tàn, để nhìn thấy được những cái tâm thiện nó sanh lên phải thực hiện, phải làm cho nó có, nhưng mà không ao ước, không ao ước đối với nó, không thích thú đối với nó, không hân hoan đối với nó. Bao giờ còn thích thú, còn hân hoan thì những tâm thiện này nó sẽ cho một kết quả là chúng sinh, những tâm thiện này nó sẽ cho một cái kết quả là ngũ uẩn, những tâm thiện này sẽ cho một kết quả là danh sắc, và tất cả những cái đó nó còn nằm ở trong vòng luân hồi, tất cả những cái đó nó còn bị định luật vô thường của luân hồi chi phối. Nhìn thấy như vậy, đặt tâm nhận việc làm thiện phải làm, việc tu tập phải tu tập, nhưng mà định hướng việc mà xuyên qua đại dương là việc phải làm, nhưng mà định hướng được cái hướng đi để đến cái bờ bên kia, đó là việc làm của cái tác ý, của tác ý khéo. Phải bám vào cái con tàu, bám vào những con thuyền mới có thể xuyên qua đại dương được, nhưng mà không thích thú với con thuyền, không ao ước con thuyền này phải được như vậy như vậy, và nỗ lực để mà chèo, nỗ lực để mà hướng dẫn, nỗ lực để đi xuyên suốt cuộc hải hành của hành trình để đi qua bên kia. Và thưa quý vị, với một người mà thường quán xét về cái sắc thọ tưởng hành thức của mình, và hiểu biết rằng bao giờ mình còn mong ước một cái sắc như thế này, một cái thọ như thế này, một cái sự suy tưởng như thế này, một cái hoạt động hành động như thế này, một cái loại tâm thức thiện tốt như thế này, còn thích thúc còn hân hoan, thì người đó sẽ phải hiểu rằng ta còn là chúng sanh và sẽ là chúng sanh. Mà nếu không chấm dứt bây giờ thì cái chúng sanh sẽ kéo dài 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 rất nhiều. Việc làm thiện, việc thực hành bát chánh đạo là phải làm, nhưng mà không ao ước một cái sắc thọ tưởng hành thức nào khác ở trong tương lai. Đó là việc làm để chi vậy? Để có thể
chưa chứng đắc được đạo quả A La Hán trong kiếp này, nhưng mà nó cũng là một cái tiền đề, một cái định hướng, một cái nền tảng để mà diệt trừ đi cái chúng sanh trong tương lai. Bao giờ chúng sanh, cái người này chứng quả được A La Hán và viên tịch, bây giờ chúng sanh ấy chẳng dịch luân hồi đã được diệt tận. Và thưa vậy, thời gian này cũng vừa phải lẽ, và phước báo phát sinh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia đều đến toàn thể chư Phật tử, và mong quý vị quan hỷ thời dụng và phước này, rồi tinh tấn dũng mãnh trên đường tu tập để mau chứng đắc được đạo quả niết bàn, thành tựu được thánh trí, chấm dứt khỏi dòng luân hồi, không còn trở thành một chúng sanh trong tương lai đồng điệu.